bao nhiêu ngày mà chờ đợi, cuối cùng em nó cũng về quý vị. Giờ mà về được con mấy cày còn chua hơn là chua cực kỳ luôn, mới tinh luôn nè, rất là mới. Isuki T5000 nó sợ mớp mà nó tháo hết ra luôn ấy. Như rớt cái carbon ghê vậy. Tháo hết ra luôn, tháo ra đóng vô sợ mớp luôn rồi. Hơi xéo xéo dễ có thế. Đó, Isuki T5000 mới tinh. Bất bại. Con là ví dụ như tìm con thứ hai mà nó đẹp được như vậy thì cũng khó. Cây kiếm nãy dục lên rồi. Quá là đẹp. Phù rang máy. Mới tin. $1,800 giờ. Chuẩn luôn nha. Nhiều anh chị kêu sao có được mấy xe mấy trăm giờ, có xe 1000 giờ, 2000 giờ, 3000 giờ là bình thường. Rất chi là bình thường luôn. Kiếm được con xe đẹp rất khó. Quá mới. Rồi xe dòng này dòng rộng cơ Isuzu là nổ lúc nào cũng ngon. Chạy cỡ gì cỡ mà đừng có 3-4 ngàn giờ hay là gì đó thì nó không ngon thôi, chứ còn khoảng 1000 mấy giờ thì tí khói luôn rồi. Cực kỳ. Hôm nay giờ 15 phút rồi. Thôi nó mắc lạnh luôn nè. Mắc chưa? Ở sau nó chạy hết vỏ luôn. Được cái là rin. Con này là sau là chuyển cơ cái nồi bố luôn là ngon. Ủa vô quá sao rửa, có chỗ rửa không? Đời này xài 2 bình 24 hết nha. Đầu bọng là chưa rửa nhưng mà quý anh chị nhìn thấy nè, nó khô ráo nè, thấy không? Chạy nhớt không cái gì. Máy mới tinh. Nhiều anh chị kêu, nhiều anh khách ảnh sẽ kêu là xe về tu giờ tu đồ. Tu giờ thì làm được bình thường hết, nhưng mà quan trọng là cái chắc xe, cái xe nó như thế nào. Còn tu giờ hay làm cái gì cũng làm được hết. Việt Nam mình cái gì không làm được, không có cái gì mà không làm được. Nhưng mà khi mà mình xe cũ thì ở bên kia người ta bỏ ra thì chắc chắn nó phải có hư cái gì đó, hoặc là nó cũ, hoặc là nó lâu quá người ta bỏ. Nhưng mà xe xài xe cũ mà đòi nó không hư hay là gì thì ít khi, hiếm khi nào mà có, hiếm lắm. 100 chiếc chắc được 1 chiếc. Về chuyện mà hư hao, ví dụ hư chạy phốt, hư cái này cái kia lật giặt á, không có liên quan tới máy số thì là bình thường nha mọi người. Isuzu đời dòng chẵn này thì bền vô địch. Nói về độ bền mà của mấy cái dòng đời chẵn 5, 6, 7, 8, 9, 6.500 hay là 6.000 rồi gì thì là vô địch. Nội đồng cối đá. Con này cặp vào trước em mới thay cặp vào trước khác vô cho nó đẹp. Original BKT. Giỏ sau này giờ kiếm tiền thay cặp giỏ sau nữa.
anh chị muốn thay vỏ sau vỏ gì thì em thay nha, thay vỏ sau. Vỏ sau này vỏ này thay ra thì tặng luôn cho quý anh chị nha, về bán thì cũng được khoảng 1,5 triệu, về cho anh nào xài kéo đồ cũng được. Bây giờ em sẽ tiến hành em rửa cũng như là vệ sinh lại hết, thử hết rồi độ số rồi chạy ngon lành hết, cho chỉ có rửa nữa thôi và lên xe là được không. Chị nào chốt thì có thể liên hệ với em, quá tuyệt vời, thực tế lắm. Em là nói chung là được lòng trước mất lòng sau, cái nào nói được là được, không được là nói không được nha quý anh chị.